mua bên kia đâu à? Bên kia 2 tờ, đây 2 tờ rồi. Mà nhà chị đúng Sài Hòa xuống đây mua à? Ủa? Mà đi công chuyện phải không? Đó. Sài Hòa mà trên nhà máy giam hay là trên túi? Dưới trong hạt đầy vốn. À rồi trên nhà máy giam xíu. Dưới. Hồi nãy chị mua là con muốn 50 à, 50 cô lý à, 13, 4, 50. Cô lý à ngang. Không kêu 50 tuổi không bị cho nọ xe mất á. À. Xong mẹ. Này ông đó ông chạy chuối. Ừ. Bây giờ muốn vừa cho em mà ngày mình cháy mất, đi xe cái bị xe tông á. Rồi. Hồi nãy chạy kia với lấy 13 là số xui nè, số tự, số tư xui nè. Đó, 4 50. Đó, quý vị. Quảng Ngãi này. À, 23 tháng 3 thứ bảy này. 45 này. 64 này. 91 này. 00 này. 82 này. 02 này. 67 này. 48 này, 39 này, 20 này, 11. À, 11 còn có tờ đây. 76 này. 18 này. 53 nè, 83 nè, 28 nè, à, đây đất 5 nha quý vị, hơi tại đây đất 5 nè, đất 5. Cái thằng 00 này cũng đất 5 nè. Đó, đồ 09. Rồi, nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý anh chị, cô bác rất nhiều. Đã xem mà ủng hộ. Rồi, anh chị nào muốn mua cái số để cầu lọc, cầu tài, cầu mai thì quý vị ghé. Đó, chỗ em bán ngay chỗ cái sân giàu với nôm tán tỉnh. Rồi chỗ cây dơ gốc dơ ông bình ngay chỗ đây đó, đối diện cái sân xéo xéo đây đó, đầu 12 thôn ông bình xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi đó, quý vị gần Tịnh Đông gần Tịnh Bác tên ở đây có em bón rồi ông chú đi chưa bón nữa, hai người bón đó, quý vị mình tìm số ăn ý mình mua. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đó, xem ủng hộ kênh của em đó, chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài.